Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản RS. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh đúng 2.4 km, cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và tất cả là còn nguyên bản, nguyên zin luôn quý vị các bạn nhé. Nguyên zin từ dàn lốp theo xe còn rất là dày các bạn này. Đấy, phiên bản này là phiên bản RS rồi các bạn nhé. Sản xuất năm 2022, màu đỏ rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, của chiếc xe phiên bản RS là phiên bản đầy đủ đồ, phiên bản đầy đủ option rồi quý vị và các bạn nhé. Từ màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản RS này rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Dàn lốp theo xe còn nguyên luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2022, đết lốp là 2021 này, cả dàn lốp này, cả dàn lốp là đều 2022 luôn quý vị các bạn nhé. Đây, đết lốp 21 này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và toàn bộ là đết lốp là đều 2021 cả dàn và nhá, lốp sơ cua cũng còn chưa hạ cơ. À, chiếc xe rất đẹp luôn các bạn này, đết 2021 cả dàn. Bên ngoài thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe được trang bị camera lùi rồi này, cảm biến lùi rồi này. Đấy, option đầy đủ luôn bạn nhé. Phiên bản RS này, cụm đèn hậu này đều mới luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn đây đều rất đẹp luôn này. Phần sơn, nước sơn bên lái này các bạn này, phần sườn bên lái này chưa có bị đâm va gì cả cho nên đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phần sườn bên phụ này cũng như vậy thôi, sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha, đèn led rồi này, đèn daylight. Đấy, đều rất đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ phiên bản RS là phiên bản cao cấp rồi. Đấy, đèn đều đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Honda City phiên bản RS đây các bạn này. Chỉ 5,68 lít cho 100 km quãng đường kết hợp nếu như chạy trong đô thị, 7,29 lít. 7,29 lít nếu như chạy ngoài đô thị, chỉ 4,73 lít thôi quý vị các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam, City phiên bản RS này, tại Honda Việt Nam luôn, sản xuất năm 2022 này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây là tem của nhà sản xuất, sản xuất năm 2022, lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng này. Chiếc xe này đang hẹn 2.7 các bạn này, đồng hồ là 2.4 các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây này. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái điện lên, đang chìa khóa đây. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây các bạn xem này, đồng hồ điện tử rồi. Đấy, đồng hồ đang 2.4, hẹn 2.7 là thay dầu quý vị các bạn nhé. Đấy, màn hình Android rồi, đầy đủ rồi này. Toàn bộ từ cái tắp đi cánh cửa này cho đến vô lăng. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động, cruise control này, đều rất mới nhá. Nỉ trần các bạn xem đấy, chiếc xe này là nỉ trần này đều rất là sang các bạn nhé. Phần nỉ cũng là màu kem, nội thất ghế da cũng là màu kem luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, từ bậc cửa này còn chưa bóc ni lông này. Đấy, những cái bậc cửa này chưa bóc ni lông các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên lái này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên zin luôn này, tắp đi cánh cửa rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất hàng ghế da phía sau này, đấy, đều rất là mới này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, đều tất cả nội thất đều rất đẹp luôn này. Nhìn về cái phần trần thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Đấy, phần nỉ trần đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nỉ trần này, ghế da đằng sau này. Đấy, đồng hồ công tơ mét các thứ này. Đấy, từ đồng hồ công tơ mét vô lăng. Đấy, táp lô này, cần số tay phanh đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là đẹp và đều, vì chạy ít thôi, có hơn 2 vạn thôi, thì một chiếc xe này thì gần như là vừa mới hết rốt đa, cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn về chiếc xe này các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau đây các bạn này, tôi đã mở cái phần cốp sau này lên rồi các bạn xem nhé.
keo chỉ cốp sau này, ốc cốp sau này, nguyên zin, chưa có mất một phân keo chỉ nữa cả. Đằng sau này những cái phần nỉ này cũng đều rất là mới các bạn này. Đấy, phần thảm nỉ này, cốp sau này, đấy, có cái tấm nhựa này cho nên là cái thảm ở dưới này cũng đều rất là mới này. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ đây các bạn nhé. Lốp siêu cua nhỏ cho nên là gần như là người ta cũng không dùng gì đến này. Kích cũng mới tinh, đấy, đằng sau này mới nguyên luôn, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Cam kết với quý bạn là cái việc đâm đụng hay là va chạm bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau này từ keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên zin, táp bi cánh cửa rất là mới này. Đấy, nội thất ghế da quý vị các bạn thấy đấy ạ, đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Toàn bộ từ ghế da đến những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa này, bấm tay kể cả bên phụ luôn bạn nhé. Bên phụ này keo chỉ cánh cửa nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin táp bi rất là đẹp luôn bạn xem đây ạ. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Vô lăng cần số tay phanh, điều hòa tự động đấy, rất đẹp luôn quý vị và các bạn này. Màn hình Android rồi này, nội thất ghế da này, tất cả là đều nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần nội thất và ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái nắp capo này lên để xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đây, mở nắp capo đây. Tôi sẽ mở cái nắp capo lên cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ này. Đây. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City này là một cái khối động cơ xăng Ivtech các bạn nhé. Đấy, động cơ kết hợp với hộp số tự động này. Và cái động cơ này thì rất là mới quý vị các bạn xem này. Toàn bộ từ những cái ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này. Đấy, số máy đây, tất cả đều rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Vì lăn bánh mới có 2.4 km thôi. Ốc capo nguyên zin này, chưa có vết tháo này, keo chỉ nguyên zin này, keo chỉ các thứ này đều nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đến tem này cũng còn nguyên này. Đấy, ốc capo này, tất cả là đều nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nguyên zin luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là tất cả nguyên zin, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này, cũng không có bị ngập nước nhá. Máy móc nguyên bản này. Đấy, những cái nút nhựa này, cái nở nhựa này là còn nguyên zin, chưa có vết tháo đâu bạn này. Đấy, toàn bộ về cái phần đầu này còn nguyên zin, chưa có một cái vết tháo nào bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn ạ, nguyên zin. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City phiên bản RS sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh đúng 2.4 km quý vị và các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là nguyên zin, đồng hồ zin, không có tua và tất cả còn rất là mới quý bạn ạ. Chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City phiên bản RS 2022 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ khai chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City phiên bản RS này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thank you.